Biển. Xanh hay vàng? Vàng. Mũi hay mắt ạ? À? Mũi. Đi chơi hay ở nhà? Đi chơi. Ở nhà. Ăn ở nhà. Anh bắt nhà hàng. Anh bắt. Thích đi chơi nhưng mà ăn thì anh thích ăn ở nhà hơn. Trà sữa hay cà phê ạ? Trà sữa. Cơm tấm hay phở ạ? Phở. Bánh mì hay bún bò ạ? Bánh mì. Du lịch Việt Nam hay du lịch nước ngoài ạ? Nước ngoài. Mùa mưa hay mùa nắng ạ? Mùa nắng. Chó hay mèo ạ? Chó. Video call hay là nhắn tin? Nhắn tin. Bánh hay đêm ạ? Ngày. Thức khuya dậy sớm. 100 người hâm mộ. Mọi người ơi, cùng chờ đón sự xuất hiện của gia đình Bơ ở trên chương trình Vui Cùng Bố Bỉm sẽ phát sóng trên kênh HTV7 vào 19:30 thứ 6 hàng tuần. Và phát lại trên kênh YouTube Điền Quân Family. Cùng chờ đón gia đình chúng mình nhé.